Ông Park có cần Đỗ Hùng Dũng. Sự trở lại của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội có thể giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên, trong trường hợp Đỗ Hùng Dũng vắng mặt, đội tuyển Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Singapore ngày 2 tháng 12, ảnh Anh Đoàn. Một ngày sau khi đặt chân tới Singapore, đội tuyển Việt Nam hôm qua đã có hai buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận ra quân với Lào ngày 6 tháng 12 tới. Trước đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR của các thành viên đội tuyển Việt Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Do quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 của nước chủ nhà Singapore, ông Park và các học trò đều ở khách sạn, không rời phạm vi quy định. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ăn uống của đội được BTC bố trí phòng riêng, nhưng do quy định phòng dịch, khách sạn không bố trí ăn buffet mà chỉ phục vụ suất ăn đặc riêng trong hộp theo thực đơn đã gửi cho các đội tuyển lựa chọn. Buổi tập sáng của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết có mưa nhẹ. Tinh thần các cầu thủ đều rất thoải mái, vui vẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các học trò vận động nhẹ để làm quen. Đội tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu tập các bài chiến thuật, rèn thể lực ở buổi tập chiều. Tất cả các buổi tập của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trên sân Hougang, cách khách sạn nơi đóng quân khoảng 30 phút đi xe buýt của BTC. Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, VFF cho biết đang làm thủ tục để tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có thể tập trung bổ sung nhằm dự phòng cho trường hợp Đỗ Hùng Dũng không thể góp mặt. Trước đó, do không có tên trong danh sách đăng ký với nước chủ nhà, Hùng Dũng đã không thể sang Singapore cùng đội tuyển Việt Nam chuyến bay ngày 1 tháng 12. Anh hiện ở thành phố Hồ Chí Minh để chờ hoàn tất thủ tục. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết một số đội tuyển cũng đang gặp trục trặc về thủ tục để bổ sung quân. Quy định phòng chống dịch COVID-19 của Singapore rất nghiêm ngặt, do đó các nước muốn bổ sung cầu thủ đều đang phải chờ như Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ Hùng Dũng sớm hoàn tất thủ tục qua Singapore, lãnh đạo VFF trên cho biết. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện đội tuyển vẫn chủ động phương án cho trường hợp Hùng Dũng không thể dự giải. Trên thực tế, ngay cả khi Hùng Dũng vắng mặt, đội tuyển Việt Nam cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chính xác hơn, trong thời gian tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội nghỉ thi đấu vì chấn thương, ông Park đã điều chỉnh nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Trải qua các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam hiện đã vận hành khá trơn tru dù không có Hùng Dũng trong đội hình. Đáng kể nhất là ở giữa sân, Hoàng Đức đang chơi ngày càng ổn định. Trường hợp Đức Huy, Tuấn Anh lấy lại phong độ, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tạm yên tâm. Dù trở lại, Hùng Dũng cũng chỉ có thể ra sân từ bán kết. Việc nghỉ thi đấu quá lâu đặt ra dấu hỏi về thể lực, cảm giác bóng và phong độ của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội. Ít nhất ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam với nhân sự hiện tại đủ khả năng để giành vé đi tiếp trước các đối thủ cạnh tranh chính như Malaysia, Indonesia. Dĩ nhiên, trường hợp Hùng Dũng trở lại và đạt phong độ tốt, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm sự lựa chọn khi cần thiết. Đội tuyển Việt Nam, cầu thủ đổ mồ hôi với bài tập thể lực của ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai sau khi đặt chân tới Singapore. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tranh thủ tận dụng thời gian củng cố thể lực cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sắp bước vào giải đấu rất khó khăn. Ảnh Anh Đoàn. Ngay sau khi tới Singapore hôm 1 tháng 12, trong ngày hôm sau, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức cho đội tuyển Việt Nam tranh thủ tập luyện. Đội tập cả hai buổi sáng và chiều trên sân Hougang. Nếu như buổi tập sáng diễn ra nhẹ nhàng, các cầu thủ chủ yếu vận động để giãn gân cốt thì qua buổi tập chiều, ông Park đã cho các học trò phải đổ mồ hôi thật sự. Toàn đội phải nuốt trọn giáo án thể lực của trợ lý Park Sung Win. Đội tuyển Việt Nam sau đó được chia nhóm tập các bài phối hợp nhỏ, di chuyển trong phạm vi hẹp. Ngày 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân ở AFF Cup 2020 trước Lào. Ưu tiên của ông Park là củng cố kỹ chiến thuật, làm quen với thời tiết Singapore đồng thời hạn chế tối đa xảy ra chấn thương ngoài ý muốn. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay đội sẽ tiếp tục tập luyện. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia. Ông Park hiện chờ Hùng Dũng sang Singapore để có đủ lực lượng cho giải đấu. Do vướng quy định của nước chủ nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, Hùng Dũng hiện vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục để có thể sang Singapore. Dưới đây là hình ảnh buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Singapore ngày 2 tháng 12.